Inferno Dragon và có một Hitler đi Queen. Vâng, chấp gồng luôn của Royal Champion, chấp gồng Queen và chấp băng và tàng hình tiếp. Góc 3 giờ dành cho Queen, Wizard và Giant và hỗ trợ cắt góc ở đây. Ồ, X-Bow mà đất bắt đầu rồi. Có Balloon nào thăm dò không? Tốt, 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 tốt. Thủng tường rồi. Phía trên đã có pha cắt góc hợp lý. Và bạn ấy đang né em Queen xa hơn chút. Cuồng độ bắt đầu được bơm và có một Balloon vào thăm dò trong tình huống này. Ôi giời, bốc quả bóng đèn hay thế nhá. Được, 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 được. Queen quả này tự tin đi rồi. Thêm cái balloon nữa đi nào sếp. Đấy. Hai balloon luôn. Đừng đùa, Morio đợt này đánh khác xưa nhiều lắm rồi đấy sếp ạ. Ui giời, vâng, vẫn sót một quả bom đen bốc chưa ra. Balloon dò mà chưa hiệu quả chứ lắm. Inferno nhiều tia. Rồi đã bay và cứu được Hitler vào trong đây, chuẩn bị Zeti thủng tường nào. Lăn thủng tường rồi. Ui, Rocket Balloon một mớ luôn. Nhưng may mà Zeti nó đỡ được hết bạn ạ. Vâng, Hitler đi bơm cho Zeti. Quay xe chuyển sang bơm cho Queen rồi. Kinh đang cắt góc hướng 12 giờ và tràn hog ở khu vực trên kia luôn. Em Queen sẽ lo khu vực nhà chính. Cuồng nộ vẫn đang còn mà. Vật gồng kinh vào làm quả đại bàng cho nó khí thế. Đúng rồi, hog vô Headhunter và tầm quất thanh niên kinh của đối bạn. Em Queen dưới này đang được bơm cuồng nộ kia kìa. Quản giáo có bơm Hitler gì không? Gồng không? Đúng rồi, Headhunter chạy vào bắt rồi. Champion của đội bạn tình huống này là ngọt lịm rồi. Em Queen đã ăn trong khu vực nhà chính và Hawk vẫn đang còn. Rồi Champion khỏe lắm và vẫn còn hẳn một bình cuồng nội trong tình huống này để bày Hawk. Xử lý ở góc hướng 9 giờ. Úi xời. Đánh Hawk nhưng chơi cuồng nộ không cần chơi Hitler. Hughes hồi máu mới gọi là đỉnh chóp. Và như vậy là chấp bình tàng hình đến từ Morio và chưa gồng Queen và chấp luôn cả gồng Roy Champion. Ôi sạch. Tuyệt vời bạn ạ. À, và đây là Helios đánh nhau ra Gaku. Queen Jack Twin Hawk. Ok. Khí cầu chiến Blim bạn ạ. Rồi hạ cánh cho Zeti. Tấm quất em Queen của đôi bạn rồi đó. Balloon có thăm dò đây này. Ba Ice Golem thì nằm đấy thôi. Vâng, Inferno nhiều tia được liều thợ xây nó sửa. Hơi căng. Edifan với cả là trụ ai chờ đây. Dễ lắm. K này dễ bom bẫy ở khu vực ngay cái E này lắm. Bạn đã thả bình nhảy rồi. Kình cắt góc này. Cuồng nộ cũng chuẩn bị được thả cho em Queen sớm thôi. Khi mà X-Bow mặt đất bắn rát lắm. Đấy. Sếp chờ cho Queen còn xíu xíu máu nữa thôi. Bắt đầu mới thả vào. Luôn quay xe. Đúng rồi. Úi chà. Không có bom bẫy gì ở đây luôn ạ. Công kinh. À rồi ôi, Phượng Hoàng bốc được bom đen bom đỏ. Như vậy ngay cái tháp thần chú lại có đồ chơi tiếp. Tàng hình cho Queen nào. Ồ không có tàng hình. Vâng, vào Hawk rồi. Vào Hawk rất nhiều xương. Cụm pháo đầy đá. Em Queen thì chuẩn bị mất Hitler đấy. Chết sạch Hitler cho sếp Helios rồi. Vâng, quản giáo bật gồng để bầy Hawk tràn lên. Và em Queen cũng đã quyết định gồng ở đây. Nhưng chỉ có nằm cho Queen thôi. Nguy hiểm quá.
máy bắn đá đang phân vân không biết ăn con nào mà cuối cùng hẹo luôn rồi. Rồi champion cũng đã đỏ lò máu. Con quả Ifro nhiều tia. Ui giời. TT vẫn đang còn. Baby ốp vào hỗ trợ đi. Oh no. Vâng, ăn được Ifro nhiều tia. Đúng rồi, nhưng còn anh em một cụm phía dưới. Baby, ôi rồi ôi, nằm rồi baby ạ. Rồi, 9x dành cho sếp thôi. Chứ Hawk tầm này yếu lắm rồi. 9x thôi, 9x thôi. Lều thợ xây vẫn đang sửa. Nhỏ nhem cho sếp rồi. 93% anh em ạ. Quả đấy có tàng hình thì mới cứu được Queen. Ok, và đây là Gaku. Oh, Inferno Dragon. Và có một Hitler đi Queen. Ôi giời ơi, thật chứ. Oh, để xem nào, để xem nào. Đây, cách mà Gaku đánh Inferno Dragon nào. Với cả là Drag Rider. Vâng, đi hẳn. Ô, rồi. Thu Queen luôn. Sang bên đây. Wow. Kịch tính đấy, kịch tính đấy. Đầu tư tiếp Bloon và Inferno Dragon vào. Em Queen cắt đẹp thật đấy. Bên này làm thêm cái Air Defense nữa rồi này. Uy tín thế nhờ. Thả like, thả team đẩy view nào các sếp. Úi dồi ôi. Tiếp tục là độc dược lại. Quá khỏe dành cho Inferno Dragon. Và tầm này bắt đầu phải đưa khí cầu chiến vào. Nhưng mà Royal Champion sếp vẫn chưa đưa vào để bắt được cái máy bắn đá cơ ạ. Vâng, Inferno Dragon đã bốc được. Hay quá. Khí cầu chiến bịt lại tháp thần chú và nhà chính cũng như pháo đài đá để cho Bloon ăn sạch khu vực nhà chính đã. Xoáy thì tầm này không sợ nữa. Pháo đài đá đã bay màu luôn rồi. Ôi dồi ôi, gồng kinh. Và Roy Champion xếp chưa thả. Vẫn đang còn một băng và một tàng hình trong trận thi đấu này dành cho Gaku. Ô, siêu phẩm à? Khả năng là siêu phẩm thật rồi, nhưng vấn đề là có biết chấp cái gì đây không thôi. Ôi dồi ôi, Roy Champion còn chưa thả cơ mà. Kinh vẫn đang khỏe lắm. Tầm này đang đục tường một chút. Không biết sếp có chấp Royal Champion không không. Royal Champion đã có mặt ở khu vực góc 9 giờ. Thanh niên Kinh vẫn đang đục tốt. Và Queen lại dành cả thanh xuân chỉ để đục tường rồi. Mục luôn ngài mô tả đây. Royal Champion cũng khỏe lắm. Khả năng chấp hai spell. Ôi giời ơi. VIP Pro thật. Vâng, chấp gồng luôn của Roy Champion. Chấp gồng Queen. Và chấp băng và tàng hình tiếp. Vâng, anh em Navi kiểu có cái bay nào khó hơn không? Rồi, và đây là Rios. Ô, cảm ơn sếp tí lê 20.000. 20THB là gì? Bạt Thái Lan à sếp? 86% anh em chọn Navi chiến thắng. Cảm ơn sếp tí lê nhá. 20THB nhá. Tiền đấy là tiền gì sếp nhỉ? Rồi rồi. Cũng là Iraq. Để xem, để xem. Được khí cầu chiến vào trong tình huống này. Bật gồng thôi sếp ơi. Đúng rồi. Ồ, vẫn đang còn một cây thổi gió. Bạn sẽ dành số lượng spell còn lại cho khí cầu chiến Plim. Super Minion nó bắt kìa. Ôi giời. Vâng, hãy múc cái máy bắn đá đi. Bộc nhà chính đỉnh đấy. Nhưng máy bắn đá bạn đang còn mà. Chào tất cả anh em nhá. Cảm ơn sếp tí lê rất nhiều nha. Tiền đấy là của nước nào ấy sếp tí lê nhỉ? Như vậy là vẫn đang còn đơn vị tướng. Dồn ở trên góc kia vào bắt em Queen.
Dưới này còn một cái Edifan đã bị bay màu rồi. Ca này làm trận 3 sao nữa đi. Thái Lan à, bạt. Bạt Thái Lan à, mình đoán vẫn đúng, bạt Thái. Ok, cảm ơn các sếp rất nhiều nha. Vâng, các sếp ở khắp nơi trên thế giới tặng gái là mình bắt đầu học được đơn vị tiền tệ. Ui giời. Cảm ơn sếp Minh Phụng official 20k hồi máu Navi full sao. Ui giời. Rực rỡ thế nhỉ. Anh em bơi như thế này Navi không full sao hơi phí. Vâng, trận này cũng là 3 sao dành cho Rios này. Đừng đùa. Queen chưa gồng mà. Quản giáo Phượng Hoàng bay lên. Này thì bạn xúc tớ này cũng chấp gồng Queen cho mà xem. Trận này chấp gồng Queen đấy. Chấp không? Rồi, có lẽ rén rồi. Vẫn là 3 sao dành cho Rios. Đấy, phải thế chứ. Đánh nó phải rực rỡ. Rồi. Kazuma lại bay màu rồi. Đây là Kazuma. Giải Trung Quốc là nó trùng giờ buổi chiều. Tớ bận công việc nên tớ không có làm. Tớ làm buổi tối nữa thôi. Là Queen Chakok và vòng 17 Sneaky Goblin. Wow. Kazuma dồn nhiều Goblin thật ý. Headhunter chạy vào tổng quốc thanh niên kinh. Đúng rồi. Ok, hello bro. Chào sếp Minh Khang. À, sếp Minh Khang hồi máu mà không thấy à? Có thấy sếp Minh Khang hồi máu ở đâu ta? Hồi máu vào Momo hay gì sếp? À đây rồi phải, 15k Momo đến từ sếp Minh Khang, 10 ly cà phê. À đây rồi. À, sau 10 giờ tớ không để nó hiện thông báo rồi. Ok, cảm ơn sếp Minh Khang nhá. Đấy. Sếp phải nhắc em chứ không lại quên mất, cảm ơn sếp. Cảm ơn sếp Minh Khang nhiều nha. Bảo sao các sếp này đánh như lên đồng. Anh em hồi máu thế cơ mà. Mai là sinh nhật người đẹp Vân Lâm đấy. Các anh em Việt Nam đánh. Rồi, thu quân à? Kích hoạt nhà chính bằng Rocky Balloon không? À, như vậy bạn dành số lượng Sneaky Goblin để ăn vào khu vực nhà chính. Hiểu rồi, hiểu rồi. Bế cái kho đi nào, Inferno Dragon. Tốt rồi. Em Queen đi quân tiếp tục ở bên này. Hợp lý. Chào tất cả anh em nhé. Rồi, đưa siêu công thành binh mở lối. King căn góc phía dưới. Ô ô ô, độc đúng rồi. Bạn đã sử dụng bình đóng băng lại. Sneaky Goblin đang chạy vào nhà chính. Ô chào. Còn tàng hình hợp lý quá nhờ. Nhà chính ăn rất gọn rồi. Đừng. Và dồn Hawk luôn ạ. Ô chứ không phải vào Hawk ở phía dưới đại bàng ta. Ô. Phá tường kinh vào phía trong chút nữa thì đẹp. Đúng rồi, kinh đã chạy vào bế được đại bàng này. Bật gông quản giáo Headhunter chạy vào bốc Roy Champion. Đại bàng đứt đi. Info nhiều tia cũng bay màu đi. Tháp thần chú bung. Rồi vẫn đang còn một băng. Và tàng hình dành cho sếp. Úi xời, lại phải 3 sao rồi. Nhưng vấn đề ở đây sẽ là thời gian. Thời gian sẽ như thế nào đây? Rồi thời gian sẽ dẫn em đi qua những lỡ lầm mà mình đã. Ơ đừng có 3 sao 99 nha sếp ơi. 7 giây giao bánh thôi. Ơ kìa Kazuma. Ơ 99. Ôi giời ơi, thời gian sẽ mang 99 trở về. Ôi giời ơi, và đây là Soham. Giáp là lô. Ôi giời ơi. Kiểu gì cũng 99 mà không trượt phát nào được.
ảo thật sự. Đùa. Cười tí đã không ngủ được là gì chứ cậu. Vâng, tình hình trận nó như thế rồi. Không hiểu kiểu gì. Đưa xương ra để nhiễu vào đây là Ice Golem. Chào tất cả gần 700 anh em nhá. Anh em cho cái like, chia sẻ cho nó phấn khởi nhá. Ô, gồng kinh luôn. Chắc chắn đấy. Để nhiễu cái pháo này đá đấy các bạn. Đấy. Phá tường tiếp. Tranh thủ đục tường nhá. Ơ kìa. Đang thi đấu với quả pháo này đá này. Sếp thấy gái này sáng cái mắt lên. Khổ. Ôi giời ơi. Vì gái cái mà đỏ lò máu chứ nè. Kinh ơi là kinh. Nhưng mà thế này là kinh này thẳng đấy. Không hề cong một chút nào. Ôi. Ủa không pin luôn. Đã xong khu vực nhà chính. Rồi tiếp tục là có thả đá. Ice Golem vẫn là ba em. Ồ, Quyết đứng đấy đừng có nhúc nhích. Hãy đứng im ở đây. Nà. Cứ dừng nhúc nhích làm cái gì để ăn độc. Bảo rồi mà nị. Gồng Queen. Ôi rồi ôi. Hình như chưa kịp gồng phải. Bên dưới này đang dồn quân vào. Căng thật đấy. Chào tất cả anh em nhá. Úi giời. Tiếp tục pha đóng băng. Bịt cây thổi gió và thêm luôn cuồng nộ rồi. Cố lên, cố lên. Vâng, trận đấu 3 sao đang hiện rất sáng lên dành cho Soham. Rồi Champion vẫn đang xúc. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, như vậy là rút ngắn tỷ số về phần trăm phá hủy đến từ Total Access. Hay. Trận đánh 3 sao chấp luôn cái độc không? Khả năng chấp chấp rồi. Rồi Champion giao bánh đi sếp. Vâng, không bung cái thả đá luôn à? Không bung rồi. VIP Pro. À em Queen gồng kinh để ăn nhà chính à? À ok. Ngon rồi. Tín thế nhỉ? Á chả kinh. Vâng, hai tay hai em thế này bảo sao không mừng. Quay trên đầu đi. Vâng, dại gái là một cái chết tê tái rồi con. Chấp độc. Ờ rồi 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 lại chấp gồng chấp dao bánh đi rồi đấy 99 ở đấy vỡ alo bây giờ. Tưởng bạn nhấy ngon thua vẫn đang phá hủy một chút thôi. Một bên là 58,6, một bên là 59,8. Kèo kịch tính đấy. Đây là Star. Giáp la lô. Ok. Tạm thời là trận highlight vẫn là trận của Gaku đúng không? À Gaku chấp gồng Queen Royal Champion với hai spell à. Ok. Vâng, để xem nào. Giáp la lô đến từ Idol Star. Giáp bốc hay đấy. Đang đi kinh vào đây. Ô, như vậy là phải có con gì nữa phá thì mới vào bế đại bàng chứ. Anyfan ở đây là lụm một cháu này. Vâng, Wizard đi cắt góc hợp lý phết. Xe phóng gỗ. Ồ. Rồi 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 rồi. Có bom đấy. Sếp chưa vội gồng kinh đâu. Bởi vì là những cái ô trống thường là cài bom vào đấy. Xong rồi tầm này bắt đầu mới gồng này. Múc luôn quả Inferno nhiều kia ấy sếp. Như vậy là sếp chưa thấy thả độc. Ôi kinh lại vào tầm quất em Queen của đội bạn rồi. Rocket Blue bắt được hai bom đen hợp lý phết. Ok. Cánh còn lại này đang vào Queen và Royal Champion. Blue.
băng quả nữa cho nó hợp lý. Ý trời, bật gông quản giáo rồi, múc luôn khu vực nhà chính. Blun vẫn đang cố gắng tràn vào và sếp đang còn một mình tốc. Tốc cho ai bây giờ đây? Gồng Roy Champion thôi sếp ơi. Đúng rồi, vâng, chập tốc à? Không, tốc ốp vào máy bắn đá và ích bầu. Vâng, như vậy là Idol Star đã lấy lại được phong độ 3 sao. Không báo như ngày hôm qua nữa rồi. Uy tín thế nhá. Hay quá 700 anh em ơi. Lại là một trận thi đấu 3 sao đến từ Star. Rồi, rồi, rồi. Giáp la lô của Star vẫn uy tín nhá. Kelly Donut la lô. Ồ, xe phóng lửa bốc ở cụm khu phía dưới bạn ạ. Như vậy bạn chưa đưa ly. Ủa? Có nhầm không? Tầm này là bạn à, bạn sẽ ăn cả Inferno nhiều tia và hội thành. Nhưng mà bạn đang chờ cho xe phóng lửa cắt ở khu phía dưới này đã. Có TikTok 11 giờ sếp. Xong trận này là lên TikTok nhá. Đây. Ui, sếp còn muốn ăn luôn cả đại bàng ạ. Ô dân chơi. Khả năng được đấy. Rồi. Ôi, hội thành Ifro nhiều tia và đại bàng đã may. Hay quá nhờ. Rất giá trị đến từ Skelly Donut. Hay đấy. Anh em nhớ cho cái like chia sẻ luôn cho phấn khởi nha. Đang rất nóng đấy chứ. Rocket luôn với cả là Rack Rider chạy vào bế rồi. Rồi chuẩn bị gồng kinh thôi. Đấy đúng rồi. Kinh chạy vào bên trong nữa thì đẹp. Ồ không, chạy ra. Queen vào lụm luôn cả X-Bow vào đất. Và sẽ phải gồng để ăn khu vực nhà chính. Đúng rồi. Chỗ còn lại là Ice Golem đang vô. Ui độc dược khu vực nhà chính nó nổ ra. Queen ở cụm khu phía dưới này đang tấn công. Như vậy là em Queen của chúng ta đã đứt rồi. Quản giáo, bạn sẽ bật gồng ở đâu đây? Có Headhunter nữa rồi hãng gồng nha. Rồi Champion đã mất đi rau bánh. Balloon, 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 balloon. Rồi, gạo bánh, gông, gông, gông. Gông con giáo kia, ơ. Để lạc lối cháu Headhunter kia. Khoảng mất hai cháu rồi. Bắn lại Ifno nhiều tia. Ồ, rồi, 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 rồi. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đủ súng sông rồi. Hai cái Inferno nhiều tia và cái nhà chính ấy kẹp thêm cả máy bắn đá vào thì khó rồi. Quá khó luôn. Vậy là biết kết quả rồi đó. Không, sếp vẫn đánh hai tàng hình, một xương và nhân bản. Thế là xui la lô. Rồi rồi vào quản giáo và khí câu chiến flip. Và thả nhân bản luôn ở đây. Ok. Úi xôi, bốc ác đấy. Ồ, như vậy là không ăn được pháo này đá và Inferno nhiều tia dành cho Cloud. Độc dược đã có cho pha đánh này. Sao sao nhỉ? Ca này là xếp sao sao á.
Tàng hình như phá được tường ở đây rồi ạ. Dao bánh này. Quỳnh cũng tím. Mình ăn quả bom đau quá anh em ạ. Tàng hình hay nhá. Mà mất ngựa rồi. Mình không lụng được đại bàng trong tình huống này. Bạn cũng đã gồng kinh nhưng ca này sẽ rất khó. Inferno nhiều tia ở đây thì nó sẽ rất khó. Thôi, 2 sao rồi ạ. Đại bàng còn bắn chùa rát thế này cơ mà. Còn xương và một tốc thôi. Còn băng nữa. Mà cũng không ổn nhờ. Ui rồi. Để xem trong pha đánh này liệu Total có lật ngược được không. Trận này đại bàng bắn chùa đau quá. Em Queen bị dính bom đôi ở phía dưới này. 8x cho sếp vào. Không, tỷ lệ phần trăm phá hủy vẫn nhiều đấy. Lên 90. 90 thì chắc chắn win đúng không? 90 thì chắc chắn win. Ca này win chặt luôn. Oh. Balloon vẫn cố gắng ốp vào đại bàng. Ghê thật chứ. 90, 90 là đảm bảo về tỷ lệ phần trăm phá hủy rồi. 97,8 thì thắng làm sao được. Không cửa bật dành cho Total Asset. Super Bowler Azap Titan. Rồi. Ok. Bốc được Xpeng nhưng không bốc được Inferno nhiều tia. Xếp đi quản giáo cũng cụm phía dưới. Này thì thằn lằn này. Bình tĩnh dắt quản giáo phết nhỉ. Quay lại để em Queen bế đại bàng đã. À đúng rồi, à Giáp Bowler, đúng rồi, đúng rồi. Giáp Bowler Smart. Nhìn nãy nhìn nhầm, cảm ơn chép đọc đã nhắc nhá. Nãy nhìn lộn sang 4 con Titan. Ê, Titan vào bế với con lính hội thành á. Úi giời. Quả Inferno nhiều tia kìa. Sắm cái cuồng nộ chết. Một hit nữa. Đấy. Mất con Super Bowler góc này thì phí thật. Nó đã hoàn thành xuất sắc để ăn cả Inferno nhiều tia đấy. Ôi rồi ôi. Đầu tư quả đóng băng lại ạ. Vâng, Isler chạy đi bơm cho Super Bowler thế này. Vâng, nhưng mà có nhảy rồi. Vâng, thả luôn cuồng nộ luôn chỗ nhảy đi. À, hết spell rồi à? Gồng Queen thôi. Sếp nhầy quá. Gồng Queen sớm có khi cứu được còn con ngựa đấy. Ok, cái nhà chính là ai ăn? Ok. Cái gì đấy? Tên cuối xem lại chấp nhà chính thế này là dở rồi. Vâng, tên đầu thì 99 và tên cuối thì lại chấp nhà chính xong hẳn rồi. Này thì trời đỡ. Bây giờ đúng kênh quá nhờ. Ôi. Bạn Halo này, bạn ở bên ngoài đời cũng vui tính lắm ấy. Tớ đi Phần Lan tớ gặp bạn rồi. 13, 11 kìa. Xin chúc mừng chiến thắng của Navi.